Rồi, chú ý lên màn hình giúp thầy. Như vậy thì chúng ta đã cấu hình xong cái server. Hello, thôi. Như vậy thì ở đây chúng ta đã cấu hình được cái DC nè, Domain Controller. Và chúng ta tí nữa chúng ta sẽ vào để mà quản trị cái admin. Được chưa nào? Như vậy chúng ta sẽ tạo user. Và nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là những cái máy mà chúng ta đang sử dụng trong cùng mạng của công ty thì nó còn có hai trạng thái để mà các bạn có thể mở lên để xài. Trạng thái thứ nhất là các bạn sẽ mở cái máy lên và xài chính cái máy đó thôi, gọi là local, hay chính từng máy cá nhân của mỗi người. Còn nếu như các bạn muốn xài cái tài nguyên của công ty, ví dụ như là trên cái máy server này, mình sẽ cấu hình một cái file server. Tức là khi mà các bạn vào công ty các bạn làm, ví dụ như là các bạn thiết kế một cái sản phẩm nào đó cho khách hàng, nhưng mà lúc buổi chiều thì các bạn về nhà rồi. Bạn về nhà và khách hàng yêu cầu là phải gửi cái file đó để khách hàng xem. Như vậy thì lúc này cái người quản lý người ta đang ở công ty chẳng hạn, nhưng mà người ta muốn vào cái máy của các bạn để lấy cái file thiết kế thì không vào được. Password, các bạn tắt máy buổi chiều về các bạn không trả lời được, cho nên là người ta cũng không vào được máy cá nhân luôn. Như vậy thì cái tình trạng này nó sẽ không tốt. Đó là cái tình trạng thực tế mà các bạn đi làm. Hoặc là công ty người ta muốn là tất cả mọi cái tài nguyên của công ty vào ra đều phải cập nhật lên đây để đảm bảo rằng là cứ cuối ngày là khoảng cỡ sau khi các bạn về là 10 giờ đêm, ví dụ như là có tăng ca đến 9 giờ thì 10 giờ đêm hoặc là 1 giờ đêm là nó bắt đầu thực hiện backup. Như vậy thì tất cả mọi thứ yêu cầu là phải lưu lên server. Đó là cái lý thuyết tại làm sao mà mình phải cấu hình server. Thì chúng ta sẽ join cái máy client vào trong cái DC. Ủa mà đang làm gì? Tập trung lên bảng đã. Cái tí nữa cái mình đi qua cái phần này, cái hỏi thầy nữa. Bỏ cái cũ đi, từ từ để đó đi. Không làm nữa, bỏ đi. Không làm gì nữa hết. Và nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là join domain. Như vậy, tại sao mình sẽ join domain? Lý do là mình sẽ sử dụng cái tài nguyên của cái máy DC là Domain Controller mà hôm trước mình đã cấu hình nè. Bây giờ mình sẽ cấu hình nó thành file server và mình join cái máy client này vào. Như vậy để đảm bảo và các bạn có thể join được domain thì các bạn sẽ ns lookup. Và hôm trước thầy chỉ cho các bạn là ns lookup của mình là mình cho IP vô thì nó ra domain, tên miền. Mình gõ tên miền thì nó ra IP. Như vậy chỗ này các bạn không gõ gì hết. Thì nó sẽ cho mình biết là cái domain gì, IP là bao nhiêu. Và bây giờ mình gõ vào đây cũng được, ví dụ như là 192.168.100.2 đó, hoặc là mình gõ tên miền amc100.com, được chưa nào? Đó, như vậy thì mình đã có được cái IP và cái tên miền đã được phân giải. Và mình sẽ vào zone domain. Như vậy chúng ta sẽ vào cái phần computer DPC của mình. Các bạn click chuột phải lên, các bạn chọn property. Ở trong này các bạn sẽ change setting. Cái máy của mình nó đang là CL1 client 1, đang là workgroup. Và mình chọn là change setting. Change setting thì ở cái phần này nó sẽ cho mình thấy là workgroup nè. Mình sẽ chọn change, thay đổi.
và mục đích của mình. Nếu như bạn muốn thì bạn có thể đổi tên máy, và mình son vô đây là amc100.com. còn cái máy của các bạn sáng nay chúng ta làm ví dụ như là 10 anh hoặc là 25 anh hoặc là 14 huy gì đó .com tùy các bạn đối với từng server. Và chúng ta chọn OK. Sau khi OK thì nó sẽ hỏi thử là cái user mà được quyền cung cấp cái dịch vụ là son domain là user nào. Thì hiện nay bên máy server của mình đang chỉ có mỗi cái tài khoản là admin. Chỉ có tài khoản này thôi. Nhưng sau này các bạn đi làm quản trị, nếu như mà các bạn là trưởng phòng IT, các bạn có rất là nhiều việc, thì các bạn không thể mà cứ ngồi đó mà join domain của những máy khác, mà mình có thể tạo ra một cái tài khoản cho những nhân viên khác, và những nhân viên khác đó có quyền join domain nhưng không có những quyền khác. Như vậy thì đến cái bài mà chúng ta phân quyền đó thì chúng ta sẽ làm. Nhưng ý của thầy nói rằng là mình có thể dùng những tài khoản khác để join domain chứ không nhất thiết phải là admin. Đó. Và chỗ này mình dùng cái admin, cái path này là path của server nhé. Mặc dù là mình đang đứng ở client nè, nhưng mà mình gõ cái tài khoản này là tài khoản của domain đó các bạn. Tức là tài khoản của cái máy DC1 này nè. Vậy tài khoản máy DC1 này của mình là path BA+SSWORD. Tức là hôm trước mình đổi thành cái path này. Welcome. Tức là đã join xong. Khi mà các bạn join xong thì nó sẽ yêu cầu các bạn phải restart lại. Và mình bấm OK. Ở chỗ này DC của mình chưa có sự thay đổi nhiều, nhưng mà ít nhất cái tên nó đã thấy rồi. Ở chỗ này bạn thấy ngay cái tên, mình chưa có restart lại, nhưng mà nó có cái tên là amc100.com. Nó thay thế cái chỗ workgroup hồi nãy các bạn. Đây nè, workgroup của mình nó đã đổi rồi nè. Đó, hồi nãy và nó để chữ workgroup chỗ này luôn. Còn tên máy là nó chỉ để là CL1 thôi. Nhưng bây giờ nó thêm vô AMC. Và mình sẽ chọn restart lại. Và lúc mà mình khởi động lại thì các bạn thấy cái giao diện đăng nhập nó sẽ khác. Nó có thêm cái phần là bạn join vô cái domain. Đợi tí nó sẽ khởi động lại. Nó làm sao em? Mình sẽ vào cái máy client. Mình vào cái máy client, mình vào computer của mình á, cái disk PC á. Giống như là mình đổi tên máy vậy đó. Và bây giờ cái phần ở đây nó sẽ cho các bạn nè đang sử dụng đây. Nếu như mà mình chọn Administrator thì mình không thấy gì hết. Nó giống như là tài khoản cũ. Nhưng thực chất các bạn chọn Other User, các bạn sẽ thấy nè. Mình đang login vào AMC100. Thấy không? Trên màn hình thấy không? Đây mình đang login vào AMC100. Nếu trong trường hợp bây giờ mình gõ cái User thì gõ path nào? Ví dụ bây giờ thì chọn admin nha. Chọn admin ở đây. Thì gõ cái path cũ của mấy client là BA+S. Là nó vào cái cũ. Nó vào cái cũ. Còn nếu như mà mình muốn vào cái tài khoản của cái server. Mình muốn vào cái tài khoản của server. Thì có vào được không? Bây giờ mình sẽ log off lại để mình vào cái tài khoản của server. Mình restart luôn đi. Mình vào cái tài khoản của server, tức là mình gõ cái password của server thì làm sao để vào. Khi mà các bạn vào cái tài khoản của server,
mà từ cái máy bên ngoài nó sẽ không cho nha các bạn. Nguyên tắc là nó không cho. Admin là chỉ có xài tại cái vị trí đó thôi, để tránh trường hợp bị hack đó các bạn. Tránh trường hợp bị hack. Cho nên mình thử đăng nhập ở đây thì coi, mình chọn order. Và chỗ này user thì mình gõ cũng là admin luôn. Traitor. Password. Nếu như mà các bạn gõ password cũ B A cộng S thì nó sẽ hiểu là máy cục bộ. Mình gõ vô đây password A cộng SS W 0 RD. Chú ý nha, mình gõ vô đây, nó bảo là sai pass. Ủa vậy rồi làm sao mình vào được? Ở đây. Vậy thì chỗ này các bạn sẽ thấy là muốn vào cái AMC 100 thì các bạn gõ cho thầy AMC 100 xuyệt admin. Administrator. Và password. Enter. Đó. Như vậy thì ở chỗ này các bạn phải set ngược lại ở trên bên máy domain là không cho quyền truy cập admin ở những nơi khác thì mới được, chứ còn như vậy là không đảm bảo được bảo mật ha. Hoặc là các bạn cố tình các bạn set cái quyền này để mình đi đâu mình cũng đăng nhập được, nhưng mà trên cơ sở của Windows Server thì mình sẽ set cái quyền admin là không được đăng nhập ở đâu khác hết, thì nó mới đảm bảo an toàn cho cái server của mình. Và bây giờ chúng ta đã vào được cái máy client. Tại vì sao mà thầy dùng cái máy client cũng là máy server? Tại vì để cho nó nhẹ. Nó nhẹ hơn Win 10. Nó nhẹ hơn Win 10. Còn nếu mà máy của các bạn ở dưới thì các bạn có thể là sử dụng những cái máy khác để vào làm máy client, ví dụ như là Win 10, Win 7 gì đó. Còn ở đây là thầy vẫn dùng cái máy là Windows Server, vì Windows Server nó sẽ chạy nhẹ hơn các cái máy khác. Đây, mình đã vào được rồi các bạn. Và mình thử tạo một cái user ở bên máy DC. Mình tạo một cái user ở bên máy DC. Cái domain controller của mình ở bên này. Đây, cái AD của mình ở đây. AD. Các bạn vào được AD chưa? Rồi, mình sẽ vào cái phần quản trị Admin Tool của mình. Sau khi mình nâng cấp xong thì nó có cái phần là Windows Administrator và cái Admin Tool. Thì trong này nó sẽ có một cái là Active Directory. Active Directory. Một cái là Center. Một cái là Trước. Và chúng ta sẽ có cái Active Directory User and Computer. Chúng ta vào cái này. Đây, cái biểu tượng nó ở dưới này các bạn. Chúng ta sẽ vào cái menu của máy server. Chúng ta vào cái Windows Admin và chúng ta chọn Tool. Ở dưới này có rất là nhiều các Active Directory. Chúng ta dùng cái Active Directory User and Computer. Mục đích của chúng ta là chúng ta tạo user. Vào đây thì các bạn sẽ thấy là cái server của mình đây. Đó. Các bạn sẽ có user, rất nhiều user ở trong này. Rất nhiều user. Mặc dù chúng ta chưa tạo gì hết, nhưng mà user ở trong này khá nhiều. Và các bạn có thể tạo user ngay đây luôn. New. Một cái user. Nhưng mà mình không nên làm. Không nên làm ở đây. Lý do là những user này là mặc định của server. Nếu mà công ty của chúng ta có vài chục người, vài trăm người mà chúng ta tạo ở đây á, nó sẽ rối. Mình quản trị nó khó. Vậy thì chúng ta sẽ ra phía bên ngoài này. Các bạn sẽ new giúp cho thầy
Neil giúp cho thầy một cái OU, tức là một cái đơn vị để quản trị tổ chức của mình. Các bạn nêu một cái OU. Và cái OU này các bạn để là AMC100, tức là theo cái domain công ty của các bạn á. Domain là gì thì các bạn đặt như vậy để cho nó dễ nhớ, dễ thấy, dễ hiểu. Còn muốn đặt là bé Hoa, bé Hồng, bé Huệ gì cũng được hết. Nhưng mà mình đặt xong rồi ngày hôm sau mình buồn buồn, mình nhìn vô mình không biết là bé nào. Cho nên là tốt nhất mình đặt theo cái domain của công ty mình. Và trong này chúng ta sẽ có thể, nếu như mà các bạn quản trị cấp thấp hơn, là trong công ty của bạn có phòng nhân sự chẳng hạn, như vậy thì bạn sẽ tạo một cái OU là nhân sự. Rồi trong cái nhân sự này mình mới tạo user, được chưa? Trong nhân sự này mình mới tạo user. Và cái việc này nè, cái việc mình tạo OU, tạo user, tạo group, phân quyền, mà nếu như mà công ty của bạn có hàng trăm nhân viên, hàng chục phòng ban, mà mình tạo bằng tay như thế này á, rất lâu. À, như vậy thì buổi hôm sau chúng ta sẽ dùng cái script, tức là những cái lệnh của Dot á, thì chúng ta sẽ biên tập vào một cái file. Và bạn có thể là biên tập bằng Excel, xong mình copy các cái dòng của Excel đó, mình paste vô cái file test, mình đổi đuôi nó thành .bat. Hoặc là bạn code bằng VBA hoặc gì đó, thì nó sẽ tạo ra do OU hồi nãy ha, tạo ra group, tạo ra user hàng loạt. Mình muốn tạo nhiêu nó tạo bằng một lít chuột thôi, được chưa? Như vậy bây giờ mình sẽ tạo trước nè. Ví dụ tạo cho thầy đi full name, first name và last name. Ví dụ như thầy để là first name Bình, mình tạo theo chuẩn Trần Quang. Và cái user này các bạn, như vậy thì khi mà các bạn đi làm á, nếu giả sử như Trần Quang Bình đi, thì các bạn sẽ làm cái user là gì? Tại user đặt là gì? Theo các bạn. Giống như là địa chỉ mail á. Các bạn gợi ý giúp thầy nào. Ví dụ như tên nhân viên là Trần Quang Bình, thì mình sẽ đặt là gì? À, ok. Đó là một cách. Một cách khác. Bình TQ. Đó là những cái rất là cơ bản. Và tại sao mình vẫn tuân thủ cái đó? Tại vì thứ nhất là nói đến Bình là mình sẽ biết ngay có bao nhiêu Bình, và họ và chữ lốt là gì. Username càng ngắn càng tốt, miễn là không trùng là được. Còn nếu như mà bạn để Leo Bình Trần Quang, Trần Quang Bình là ok. Nhưng có một bạn nào đó khoảng 5 chữ thì cái username nó dài, nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình gõ lúc đăng nhập, hoặc là mình làm bất kỳ một cái gì nó cũng dài dòng. Vậy càng ngắn càng tốt, miễn mà hiểu được user đó là của ai, không trùng nhau là tốt nhất. Rồi, đó là cái tên miền mà mình user mà mình sẽ đặt cho người ta. Và sau này nè, sau khi mà mình join vào domain thì cái bình TQ mà nó a.amc100.com là nó sẽ đi suốt trong quá trình quản trị user của công ty mình, của cái domain này. Và chúng ta chọn net. Chỗ này mình đã học cái phần của cái môn mạng căn bản chưa ta? Tạo user. Phần này rất quan trọng các bạn. Nếu mà các bạn làm IT thì phần này cực kỳ quan trọng. Nhắc lại tí xíu. Password. Nếu như mà mình tạo password cho nhân viên thì cái password này theo các bạn gõ gì ở đây? Gõ password chung của công ty, hay là mình hỏi password từng người rồi mình gõ vô? À, password chung. À,
mình sẽ gõ một cái password chung cho cả công ty luôn, tại vì mình không thể hỏi được, đông nhân viên lắm không hỏi hết được. Mà có hỏi hết đi nữa, ví dụ như mình có công ty của mình có 5 nhân viên thôi, thôi mình gõ luôn cho người ta được không? Không được, không được làm như vậy. Tại vì sao? Ví dụ như là bạn gõ cái bát này cho nhân viên xong và bạn chuyển cho nhân viên xài, thì rõ ràng là người ta đã tin tưởng và người ta xài cái bát của người ta, không ai biết hết. Nhưng mà nó không ai biết cũng không đúng, có mấy người biết? À, 2 người, và trong đó có trách nhiệm của mình. Ví dụ như là có một sự cố gì đó về tài nguyên chẳng hạn, người ta nói là do tài khoản này chuyển ra, như vậy rõ ràng là không chỉ người này biết mà còn có mình nữa. Như vậy mình không có làm khó mình. Tốt nhất là bạn sẽ đặt một cái bát mà chung, một cái bát mà chung, và chúng ta phải check vào đây, bắt buộc phải check vào đây. Tại sao nào? User must change password at net log on, là user này bắt buộc phải đổi bát vào lần đăng nhập tiếp theo. Nếu mình không bấm vào đây thì sao? À, muốn đổi đổi, không đổi thôi. Mà như vậy thì rõ ràng mình cũng là người biết bát, là do mình đặt mà người ta không đổi. Không đổi là chuyện của người ta, mình đâu có yêu cầu. Cho nên đến lúc mà có sự cố thì cũng có liên quan đến mình. Cho nên tốt nhất bấm vào đây, người ta không đổi không vào được. Đó. Cái thứ hai, với một số user các bạn sẽ bấm vào đây, bấm vào đây user mình bỏ trên trước mình mới bấm vào được. Cannot change password, tại vì sao mình phải bấm vào đây? Biết là không được đổi, nhưng mà với user nào thì mình bấm vào đây? Admin cũng phải để người ta đổi chứ. Ví dụ như admin vùng riêng. Hả? Password này là của user. Vậy thì ví dụ như mình tạo ra một user, mà với cái user nào mà mình sẽ bấm vào đây, ý định của mình là user này sẽ mà xài hoài luôn, không đổi. Ví dụ user guest customer, tức là khách hàng á, khách vãng lai á, thì mình vẫn cấp quyền cho người ta để làm một việc nào đó. Ví dụ mình sẽ để một vài cái máy public và người ta có quyền là tra bảng giá, người ta có quyền lên mạng, người ta có quyền làm gì đó khi đến công ty mình. Bởi vì là cái việc mà ra internet của mình là mình quản trị qua server hết rồi. Tự cắm vô nó không ra, bắt wifi nó cũng không ra, phải có user của công ty nó mới ra. Như vậy thì mình sẽ cấp cho người ta một cái tài khoản, và tài khoản này là tài khoản public, ai cũng xài được. Mà nếu như mình để cho người ta đổi bát thì người ta buồn buồn, người ta vô người ta đổi rồi mất công, người khác đâu có xài được, mình phải đi set lại, nó mất công lắm. Mình cứ để bát công bố 123 và ai cũng xài được hết. Đó. Cho nên là mình bấm vào đây. Password này là gì đây? À, không bao giờ hết hạn ha. Cái chỗ này của mình tại sao mà mình bấm vô? Lại liên quan đến bảo mật. Ví dụ như password của các bạn mà bạn để cái password lâu quá, thì công ty của các bạn nếu như mà có một cái mức độ mà ảnh hưởng nhiều, mức độ hot nhiều, đắt giá, thì có phải là hacker người ta sẽ cố gắng tấn công không? Nhưng mà mình để một cái bát lâu quá thì lúc này hacker nó sẽ có nhiều thời gian để nó tấn công. Bởi vì bát của bạn chỉ để như vậy thì những cái mà nó đã tấn công rồi, nó không có trùng khớp thì nó sẽ không có quét lại, và nó đủ thời gian để nó quét liên tục, ví dụ 1 ngày, 2 ngày, 1 tháng, 2 tháng, thì nó cũng có cơ hội tìm ra. Đó. Còn nếu như mà bạn để cái password của các bạn mà có thời hạn, ví dụ như nửa tháng đổi lần,
nhân viên không muốn đổi cũng phải đổi, đến ngày là nó bắt đổi không vào được đó. Thì để là ví dụ như hacker nó hack đến ngày 30 rưỡi, nó thất bại thì đến ngày thứ 14 là nó phải hack lại từ đầu. Còn nếu mà bạn để password mà không bao giờ có giới hạn thì nó hack 1 tháng 2 tháng rồi cũng ra, ví dụ như vậy, thì chúng ta sẽ tăng cái độ bảo mật của công ty lên, thì chúng ta để đây để trống. Còn với một số cái bát mà không cần đổi à, thì mình sẽ để là không có giới hạn, cái tiếp tục cuối cùng, khi nào thì mình chọn vô cái cuối cùng. Ừ, hay đó, giỏi. Một là nhân viên nghỉ việc thì mình cũng đã chia sẻ cho người ta, và người ta cũng đã có traffic trên server của mình, tức là cũng đã có thao tác rồi. Nếu mà mình delete cái user đó đi đó, thì tất cả những cái lịch sử của người ta sẽ biến mất, hoặc là nó bị lỗi, tại vì nó không đọc được cái account, thì mình trong cái file log mình không thấy đó. Cái thứ hai là giả sử như có một cái sự cố nào đó về thao tác dữ liệu, hoặc là mình có cảm giác rằng cái user này đang có vấn đề, đúng không? Thì mình vô mình disable cái là cái user này hết hiệu lực ngay lập tức, không làm gì được hết. Giống như là tài khoản ngân hàng của bạn mất ATM, mất cái thẻ đi, bạn điền ngân hàng nó disable cái xong rồi đó, rồi từ từ tính sau. Mình cứ disable trước đi, được chưa? Như vậy thì nhiệm vụ của mình sẽ là change password, net log on. Thầy gõ có 3 ký tự thôi, 3 ký tự net, nó sẽ báo lỗi không? Finish. Nó báo gì? À, không thể ha. Tại vì cái password của chúng ta là phải đủ dài, đủ phức tạp, 8 ký tự, có ký tự hoa, có ký tự đặc biệt. À, rồi, cho nên và chỗ này mình cũng có thể thay đổi được luôn. Ví dụ công ty của mình thấy chắc không ai hack, thì thôi, mình đặt đơn giản bước lại. Thay vì độ dài 8 ký tự thì mình giảm xuống 4 ký tự. Ví dụ như vậy. Thì tí nữa, đến những cái bài khác thì chúng ta sẽ có sự thay đổi đó. Và bây giờ thầy sẽ đặt cho cái user này có một cái bát giống như là bát thường của chúng ta. BASSW0R BASSW0R và sẽ cho là không thay đổi. Khó cần, tại vì đường nào tí nữa vô nó thì cũng có biểu là bạn phải đổi password, mà mình đổi nó mất công, tốn thời gian. Chỉ đơn giản là thế thôi. Rồi, net finish. Như vậy mình đã có cái user của mình là TQBIN. Bây giờ mình vào cái client, mình thử lại. Client hồi nãy mình đang đăng nhập với cái user ở đây. Đó, với user ở đây mình đang đăng nhập là admin, administrator. Bây giờ mình sẽ log out ra. Log out. Và chỗ này mình sẽ chọn order AMC 100 xuyệt bình TQ. Bình TQ password. Enter, mình đã vào được với cái tài khoản là bình TQ. Đó là cái việc join domain của mình, tạo user. Đây, mình đã vào được với cái tài khoản là bình TQ ở đây, Trần Quang Bình, tài khoản Trần Quang Bình. Còn hôm sau để mà thấy rõ hơn về cái ý nghĩa của mà tạo user thì chúng ta sẽ có đến cái phần phân quyền. Thì mình sẽ thử là bên này mình phân quyền cho bình TQ một cái thư mục, thì ở bên client mình chỉ thấy thư mục đó thôi, mình không thấy thư mục của người khác, hoặc là mình có thấy mình cũng không vào được. Đấy là cái việc phân quyền của chúng ta ở bài sau. Nhiệm vụ của các bạn bây giờ quay trở lại, thứ nhất là join được domain và
mình đứng ở đây, this PC, mình chọn property, mình thấy được là cái máy của mình đang join được vào cái domain nào. Hồi nãy là các bạn thấy cái chữ này nó ghi là WordPress, bây giờ nó đổi lên thành chữ domain rồi nè. Sau khi mình khởi động lại á, thì nó bảo là mình đang đứng ở domain và có cái domain là amc.com. Đó, là mình đã join được domain. Thì khi các bạn join được thì các bạn sẽ chụp hình cái màn hình này lại giúp thầy. Và cái thứ hai là các bạn sẽ đăng nhập và cho cái màn hình này nó nhỏ qua một bên. Và chúng ta sẽ view ở đây. Đây các bạn sẽ thấy được cái tài khoản mà mình đăng nhập vào. Đó, tài khoản mình sẽ đăng nhập trên account setting. Tài khoản Trần Quang Bình. Rồi các bạn sẽ chụp full màn hình cái này. Thứ nhất là mình sẽ có được cái gì? Bạn sẽ note lại cho thầy. Thứ nhất là mình đã có được cái tài khoản AMC nè. Và mình đã vào được đây. Đó. Tất nhiên bạn chỉ chụp một cái bên này cũng được, nhưng mà mình chụp hai bên thì nó sẽ rõ hơn. Đó là cái nội dung mà mình sẽ chụp để mình gửi lên Zalo, khẳng định là mình đã xong cái bài về son domain và tạo tài khoản đăng nhập. Và nhớ gửi cho thầy số thứ tự, ví dụ như của thầy thì ghi là 00 Bình, để thầy nhìn vô thầy biết số thứ tự ngay, thầy không phải đi tìm tên của các bạn nữa.